Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang được tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn ở Vân Nam gây lở đất, hàng chục người mất tích, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm xảy ra vụ lở đất ở thị trấn Quan Ma, quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam hôm thứ Năm vừa qua. Vụ lở đất vào lúc 10 giờ 22 phút tối ngày thứ Tư đã giết chết ít nhất 8 người. Trận lở đất đã phá hủy toàn bộ ngôi làng của 20 gia đình ở làng Da Sifang, Hê Đông, thị trấn Quan Ma. Hơn 500 binh sĩ địa phương, cảnh sát, kiểm lâm và lính cứu hỏa ở Bảo Sơn đang tiến hành tìm kiếm và cứu nạn. Theo thống kê của chính quyền Bảo Sơn, tính đến 15 giờ 30 phút ngày thứ Năm đã được xác định rằng ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất, 40 người mất tích và 23 người khác đã được cứu. Các nhân viên tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực khai quật và tìm kiếm những người sống sót, nhưng họ tiết lộ rằng khu vực này dốc và không thể sử dụng máy móc, nên chỉ có thể dựa vào việc khai quật thủ công và công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiến triển rất chậm. Các cơ quan chức năng địa phương cho biết Vân Nam đã phải chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng từ mùa thu năm ngoái. Đến đầu mùa hè năm nay, thảm thực vật bị tàn phá nghiêm trọng, đất đá tơi xốp và dễ xảy ra các thảm họa như lở đất và lở bùn dưới lượng mưa lớn và liên tục. Ngoài ra, Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam dự báo sẽ có mưa ở thị trấn Quan Ma trong 3 ngày tới và mưa thậm chí có thể kéo dài trong một tuần. Trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn thừa nhận trời mưa sẽ khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Kể từ mùa lũ năm nay, lở đất và lở núi do mưa đã xảy ra ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Theo thống kê mới nhất, số người chết vì thảm họa dòng chảy mảnh vỡ Yuku ở Cam Túc đã lên tới 1.471 người và 294 người khác vẫn được liệt kê là mất tích. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến ngày 13 tháng 9, lũ lụt và các thảm họa phát sinh như lở đất và lở bùn đã khiến 3.185 người chết và 1.067 người mất tích ở Trung Quốc. Thống kê cho thấy số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Trung Quốc là 230 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 350 tỷ nhân dân tệ. Bộ Nội vụ cho biết các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cát Lâm, Giang Tây, Hồ Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Nam và Vân Nam. Từ tối ngày 13 tháng 9 đến sáng ngày 14 tháng 9, một vụ sạt lở đất xảy ra tại Chuxiong, Vân Nam. Tính đến 22 giờ ngày 14 tháng 9, 20 người thiệt mạng, 42 người mất tích. Dự báo trong ngày 14 tháng 9 sẽ có mưa nhẹ đến mưa vừa. Từ 3 ngày nay, tại các khu vực miền Trung và Đông Vân Nam đã xảy ra mưa lớn. Có 40 trạm có lượng mưa tích lũy từ 25 đến 50mm và 25 trạm có lượng mưa tích lũy từ 50 đến 100mm. Trong đó, từ 8 giờ ngày 13 tháng 9 đến 8 giờ ngày 14 tháng 9, lượng mưa ở Chuxiong là 90,5mm. Thiên tai lũ lụt cục bộ, sạt lở đất và dòng chảy mảnh vỡ đã xảy ra ở Daejeon, thành phố Chuxiong, Yanghe, Longlin, Taechong, Funing và những nơi khác gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, giao thông đường bộ, trạm điện. Trong đó, một người bị thương do mảnh vỡ thảm họa dòng chảy ở quận Daejeon, một người mất tích. Theo Đài Quan sát Khí tượng Trung ương, do ảnh hưởng của không khí ẩm, ấm từ Nam đến Tây Bắc của vùng cao cận nhiệt đới và không khí lạnh từ phía Nam, nên trong 3 ngày tới, các khu vực phía Đông và Nam Tây Nam Bộ, Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục nhiều mây và có mưa. Lượng mưa chủ yếu là mưa nhẹ đến mưa vừa, có nơi mưa to cục bộ. Do lượng mưa lớn liên tục trong những ngày gần đây, đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống tai biến địa chất như sạt lở đất đá, lưu ý an toàn giao thông đường bộ. Một trận lở đất khác đã xảy ra ở Quan Lĩnh, Quý Châu, Trung Quốc, khiến 42 người thiệt mạng và 57 người vẫn mất tích. Cơ quan chức năng đã điều động 12 đội cứu hộ, hơn 700 nhân viên cứu hộ và 26 máy xúc tiến hành công tác cứu hộ tại hiện trường. Agency France-Presse cho biết hơn 30 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng tin tức vẫn chưa được xác nhận chính thức. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Địa điểm xảy ra thảm họa ở làng Yongwu, làng Đăng Hai, thị trấn Gwangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Agency France-Presse dẫn báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương rằng hơn 30 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng tin tức vẫn chưa được chính thức xác nhận.
tin tức dẫn lời các chỉ huy cứu trợ thảm họa cho biết, mặc dù có rất ít hy vọng tìm thấy những người sống sót, nhưng các nhân viên cứu trợ vẫn không từ bỏ công việc cứu hộ. Địa điểm xảy ra thảm họa ở làng Jongho, làng Đăng Hai, thị trấn Gwanggu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Theo thống kê, có tổng cộng 38 người bị chết và 99 người bị chôn vùi, hiện chưa được tìm thấy. Hiện công tác cứu hộ sạt lở đã bước sang ngày thứ 6, do yếu tố thời tiết, môi trường nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tổng cộng có 12 đội cứu hộ, hơn 700 nhân viên cứu hộ và 26 máy xúc đang trong quá trình cứu hộ và dọn dẹp. Theo báo cáo, nhiệt độ tại địa phương đã vượt quá 35 độ vào thứ 6. Đội cứu hộ bao gồm quân giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang, cán bộ và chiến sĩ cứu hỏa, cũng như các đội y tế và phòng chống dịch bệnh đã tiến hành tìm kiếm và cứu nạn theo kế hoạch. Và các máy xúc lớn cũng đang hoạt động. Ban chỉ huy cứu hộ tại chỗ cho biết có 961 người trong 247 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa địa chất đã được tái định cư. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, các thảm họa địa chất đột ngột như lở đất đã lần lượt xảy ra ở một số khu vực như Quý Châu và Phúc Kiến. Lũ lụt do lượng mưa lớn gây ra ở miền Đông, miền Nam và miền Trung Trung Quốc kể từ giữa tháng này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và 100 người mất tích. Theo các chuyên gia, thảm họa địa chất ở Quan Lĩnh, Quý Châu là một thảm họa hỗn hợp hiếm gặp với dòng chảy đất đá và mảnh vỡ lớn, nhưng chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Quý Châu. Nhưng thảm họa địa chất này cho thấy Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều các vấn đề trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Kính thưa quý vị, sông Yangtze của Hồ Nam đạt mức lũ cao thứ 3 kể từ năm 1953. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 235 người thiệt mạng và 109 người khác mất tích. Cho đến nay, thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Từ mấy ngày qua, mưa và lũ lụt xối xả ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tổng cộng 34,261 triệu người ở 10 tỉnh bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Trung Khánh, với 235 người chết và 109 người mất tích. Cùng hơn 300 khu vực bị ảnh hưởng, hàng nghìn người đã được di chuyển khẩn cấp. Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mới, thiên tai ở Hồ Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và những nơi khác liên tục bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu sẽ còn mở rộng hơn nữa. Lũ lụt tàn phá miền Nam cũng khiến 2.046.000 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó hơn 331.000 ha không thu hoạch được, 259.000 ngôi nhà bị sập và 680.000 ngôi nhà bị hư hại, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 55,40 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, mực nước ở đoạn Trường Sa của sông Tương Giang ở Hồ Nam tăng vọt do lượng mưa lớn và việc xả lũ từ hồ chứa. Số liệu cho thấy đến sáng ngày 13 tháng 9, đoạn Trường Sa của sông Tương Giang có mực nước đỉnh lũ cao là 39,06m, tiến gần đến mực nước cao lịch sử 39,18m. Mực nước dâng cao đã làm ngập một số cơ sở điện trong vành đai danh thắng Xinjiang ở thành phố Trường Sa. Trước đó, tỉnh Hồ Nam đã khẩn cấp kích hoạt báo động phòng chống lũ lụt cấp độ 1. Điều động 95.000 người đi tuần tra cứu nạn và chuyển hơn 100.000 người qua đêm vào tối ngày hôm trước. Gần đây, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Dân số bị ảnh hưởng lên tới hơn 800.000 người, 12 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Theo báo cáo, thành phố bị ảnh hưởng bởi trận mưa bao gồm Shaoguan, Qingyuan, Meiyu, Shenhui, Heiyuan, Jingyang, Heiyu, Shantou, Dongguan, Gangju. Do lượng mưa trên phạm vi rộng, cường độ và thời gian dài, ngập úng cục bộ và một số lưu vực nhỏ đã xảy ra thường xuyên hơn. Gần đây xảy ra những trận mưa xối xả trên diện rộng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hơn 800.000 người bị ảnh hưởng, 12 người chết và 3 người mất tích. Tờ Southern Metropolis Daily đưa tin, theo Bộ trưởng Quốc phòng tỉnh, đã có những trận mưa lớn đến mưa lớn ở lưu vực sông Bắc Giang, lưu vực sông Hán Giang, lưu vực sông Đông Giang và đồng bằng sông Châu Giang ở Quảng Đông trong những ngày gần đây và lượng mưa đã vượt quá 60 năm. Theo báo cáo, các thành phố bị ảnh hưởng bởi trận mưa bão gồm Shaoguan, Qingyuan, Meiyu, Shenhui, Heiyuan, Jiyang, Heiyu, Shantou, Dongguan, Yangzhou. Do lượng mưa trên phạm vi rộng, cường độ và thời gian dài, ngập úng cục bộ và một số lưu vực nhỏ đã xảy ra thường xuyên hơn. Cục Thủy văn tỉnh chỉ ra rằng lượng mưa trung bình của tỉnh là 67mm với 293 trạm trên 100mm, 68 trạm trên 200mm và 26 trạm có lượng mưa trên 250mm. Ngoài ra, các nền có lượng mưa lớn hơn là 412mm tại ga Nishuli ở thị trấn Song Tang, thành phố Weiguan, thành phố Thiểu Quan, 370mm tại Liang Kiao, thị trấn Tân Cương, huyện Ngây Yuan, thành phố Thiểu Quan và 337,5mm tại hồ chứa Long Keng ở huyện Zhujiang, thành phố Thiểu Quan.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, lũ lụt bao gồm 6 thành phố và 28 quận nói trên đã khiến 58,02 nghìn hecta cây trồng bị thiệt hại, 6.700 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,052 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo, siêu bão số 5 đã đổ bộ vào thành phố Taishan, tỉnh Quảng Đông lúc 5 giờ chiều Chủ nhật và sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 khi nó đổ bộ. Nước biển chảy ngược xảy ra trong quá trình thổi siêu bão này ở Chu Hải. Hiện tại được biết bão đã khiến 2 người ở Quảng Đông chết. Các nhà chức trách cảnh báo rằng lở đất có thể do mưa lớn gây ra ở các khu vực thuộc Quảng Đông và Quảng Tây, đồng thời kêu gọi công chúng đề phòng. Siêu bão số 5 đã quét qua Hồng Kông 100 km về phía nam với sức gió 230 km/h, tàn phá Hồng Kông và Macau và Bộ Khí tượng đã đưa ra cảnh báo cao nhất. Theo các cơ quan chính quyền Hồng Kông, ít nhất 230 người bị thương trong trận bão. Cư dân cho biết gió mạnh làm bật gốc cây, nứt cửa sổ trong các tòa nhà văn phòng và khu dân cư và làm rung chuyển một số tòa nhà cao tầng. Tại đảo Luzon của Philippines, nơi bị ảnh hưởng của siêu bão, cảnh sát địa phương thông báo tối Chủ nhật rằng số người chết đã tăng lên 59 người, với 45 người mất tích và 33 người bị thương. Victorio Palandan, thị trưởng Ilongthong phía bắc tỉnh Benguet, cho biết qua điện thoại rằng hàng chục người đã bị mắc kẹt trong một trận lở đất ở làng Ukap ở Ilongthong, chủ yếu là thợ mỏ quy mô nhỏ và gia đình của họ. Hàng chục người bị vùi lấp trong vụ sạt lở và họ đang rất sợ hãi. Các nhà chức trách cho biết các nỗ lực cứu hộ sẽ tiếp tục vào thứ hai. Siêu bão số 5 với sức gió hơn 200 km/h được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực trong năm nay, ngang với cơn bão nghiêm trọng cấp 5 mạnh nhất ở khu vực Đại Tây Dương. Bão Francie đã đổ bộ vào Bắc Carolina vào sáng thứ Sáu với sức gió duy trì tối đa khoảng 150 km/h với sức gió mạnh hơn từ cơn bão số 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.